Trời. Em là một người em mua quần áo rất là nhiều mà em mua không mặc. Wow, hello em. Hello chị. Trời ơi, lâu lắm rồi. Ủa, đi đâu đây? Hả? Đi đâu đây? Đi chơi. Nói chung là ngày hôm nay là hai chị em tôi sẽ quay một cái video, đó là đổi đồ cho nhau coi thử là mặc nó như thế nào. Ủa, nhưng mà đồ chị như vậy sao mà em mặc vừa? Không, chị có mang đồ khác. Chị có mang đồ khác không? Nhưng vậy. Phải đồ chị không? Đồ chị em mới mặc đó. Đồ cũng của chị nhưng mà chị đã không mặc nữa thôi. Chị không mặc nữa là đồ kiểu là hồi năm cấp 1, cấp 2 đồ quá, sao mà cấp 1, cấp 2 gì đó. Nói chung là đồ cũng mới lắm em ha. Mới lắm. Thôi nhưng mà nói chung là mình với Bo là có gặp nhau một lần là ở nhà xoài. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là mình đang bận đánh board game với lại anh Seme, còn Bo là ngồi với xoài. Cái xong tự nhiên hai chị em không nói chuyện nhau luôn. Ngày hôm nay coi như là cũng là lần đầu tiên gặp nhau đây. Dạ vâng, em chào chị. Thôi cái gì mà bẽn lẽn quá. Nói chung là bữa nay là hai chị em cũng ngại không có qua nhà nhau, thì mời thuê cái studio này đây. Em thấy cái này ok không em? Ủa chị làm em đang tính nói là đây là nhà này, em luôn. Ơi, tính nhà phong bạc. Em đang tính phong bạc luôn. Đây là nhà Bo các bạn ơi. Đúng rồi, cái căn phòng này em đã bỏ ra khoảng là như 200 triệu để mà em mua nội thất trong nhà. Để hơi mà... rẻ em ơi. Ủa dạ, hơi rẻ. 300. 300 đi. Ừ. Wow, cái đèn chùm này chị thấy là em không hợp á, tại đi vô là đụng đầu mất tiêu rồi. Vậy hả chị? Đúng. Ôi trời ơi. Cái đèn chùm chị sẽ chết. Trời ơi, nó rớt mày á trời ơi. Ôi xin lỗi, em giỡn thôi. Ôi nó mua lại đi. Ê, nó rớt cho cái mặt mày mới là quan trọng á em ơi. Cái mặt em bây giờ là đáng giá hơn cái đèn chùm này nha. Không thiệt nha, tại mà nó rớt trúng cái mũi của em là em phải đổi cái mũi khác. Đúng vậy. Mà chị biết đó, từ bữa tới giờ mọi người đang rất là gọi là... Cái gì vậy anh ơi? Sao em? Ý là từ bữa tới giờ mọi người cũng đang rất là bàn tán về cái mũi của em. Thì đúng không vậy. Biết là chị thấy cái mũi em ở ngoài nó là sao bé? Chị thấy là, nhưng mà nó em mới sửa mà. Nó vẫn còn sưng ở đầu rồi, mũi rất là rồi, nhiều luôn. Em mới sửa mà. Mà người ta nói là mũi em hả? Sao người ta méo nói sao? Hay là này kia, trời má bị buồn hả chị? Chị không có thấy méo, tại vì nó đang sưng thôi. Bởi vì thì ra là mình cũng đã gặp rất nhiều bạn đi sửa mũi rồi. Và cái thời điểm mới sửa mũi á, là lúc nào cũng cảm giác nó méo so với cái mặt mình hết. Thấy chùa mấy bạn. Đó là do mặt, cái mặt mình vốn dĩ là mình bị lệch sẵn rồi. Cái mặt mình ăn uống này nọ cái thứ là mình nằm ngủ cái thứ là nó hơi lệch rồi. Nhưng khi mình sửa lên tự dưng mình cảm giác là cái mặt nó bị méo, nhưng không có méo mấy bà ơi. Cái mũi bảo bao nhiêu tiền đi mà người dám kêu méo. Cái mũi của em hả? Cái mũi em cỡ 250. Vậy mà dám kêu méo. À đúng rồi, người ta bỏ 250 ra mà dám kêu méo, sao mà méo được với má. Thật sự luôn á, em đi vay tiền góp để em sửa cái mũi này mà mọi người làm vậy chứ. Cái gì vậy đó? Sao mà đó? Trời ơi. Cái gì vậy à? Thôi không sao đâu. Nhưng mà bữa nay á là chị em mình sẽ thay đồ xong rồi concept là bể bơi. Không là thay trong cái bồn tắm này vậy hả? Thôi khủng quá bà, sao mà thay giống một... Sau một cái khoảng thời gian mà Bo đi sửa về là bây giờ là em có thay đổi gì trong phong cách không? Dạ thì kiểu mình nhẹ nhàng hơn, với lại là kiểu là hồi trước mình là mình còn con trai á. Ôi nhưng mà bây giờ là gọi là Mẫn Nhi rồi đúng không? Đúng rồi, mình nãy giờ chị gọi Bo tính xô chị ngã xuống ghế á, nhưng quên. Mà em xin lỗi nha. Nhưng mà hồi trước khi mà có một cái điểm khác đó là trước khi mà em là con gái em mặc đồ rất là hở. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ làm gái là em mặc đồ kín đáo. Nhưng mà bây giờ làm gái là em mặc đồ kín đáo. Không biết sao nữa. Ủa sao ngủ đúng rồi ta? Phong cách hồi xưa là rất là sexy nha, khoe mông rồi đó. Ồ, kiểu hồi xưa em bị mất nết quá mọi người. Thành ra là khi mà mình làm con gái thì em suy nghĩ là hôm làm con gái mình không thể nào mà mình làm mất cái hình ảnh đi người con gái được. Để làm con gái rồi thì mình phải làm sao cho nó điềm đạm. Là chứ hôm nay là cột tóc dễ thương quá nè, cột tóc là còn cột kiểu thấp thấp thôi, là nhẹ nhỏ nhẹ dễ thương thôi. Đúng rồi, chứ với lại là phải đeo một cái ở tay nữa. Đeo cái ở tay một nữa. Cộng là cột tóc, một cộng là đeo ở tay để cho người ta biết mình điệu. Nhưng mà hả, chị cảm thấy là khi mà em sửa nhiều như vậy đó là make up đồ là mình vẫn make up bình thường hả? Hay dạ, là em nghĩ make up khoảng tầm gần một tháng xong với lại em mới bắt đầu em make up lại. Nếu mà đi làm em phải make up lại. Đau không? Đâu chứ chị. Hay ngủ phát tỉnh dậy là thấy khác rồi. Ôi ngủ phát tỉnh dậy cái điều đầu tiên mà chị biết em nhìn thấy là em thấy gì biết không? Thấy gì băng bó hả? Không chị. Đèn. Không. Ôi tự giống trong phim á, nhắm mắt lại mở ra thấy dạ cái đèn. Không. Đầu tiên em mở mắt ra là em... Ôi khúc này nhớ biết giùm em nha. Làm thấy đầu tiên á. À ủa vậy hả? Ủa sao được ta, mình làm gì mày cúi xuống thấy hả? Em kỹ vậy nè. Không biết sao mà em nằm tôi thế vậy thì luôn á, cái mở lên cái em nhìn vô là thấy à là em dạ, nằm dạ, luôn. Dạ cái vòng một em. Luôn. Đúng rồi chị. Đó ủa? Xong cái là lúc đầu mà em mở mắt ra em kêu chết cha, trời ơi xong có ngực rồi. À vậy hả? Perfect. Không, nhưng chị thấy em làm size này là vẫn hơi bé nha. Dạ đúng rồi, tại vì vừa kiểu vừa phải thôi. Tại vì em
theo người mẫu ấy. Nếu như mà em làm bự quá thì nhìn nó sẽ bị cồng kềnh ấy. Đúng rồi, hơi bị quá khổ. Đúng nhưng rồi. Mà theo mình biết á là làm ngực là sẽ rất là đau, làm ngực là một trong những cái gọi là phẫu thuật mà phải chụp thuốc mê luôn đó mọi người, là phải bất tỉnh luôn thì người ta mới làm ngực được. Nhưng mà em thấy là thấy bây giờ thấy đường cong cơ thể của mình rồi là có thấy vui không? Trời ơi. Có đứng trước gương. Trời ơi chị ơi, đó thì gọi phải nói rồi. Nó cũng phải là đẩy đà. Thôi bây giờ để biết thêm về phong cách thì chúng ta đổi đồ đi. Ok. Hey. Trời ơi dữ dội chưa? Đây chính là một bộ đồ được thiết kế là từ, có phải là hôm mà em đi sửa là em mặc cái bộ đồ này không em? Dạ không, cái bộ đồ này em thiết kế riêng để mà dành tặng cho chị á. Ồ, tại sao vậy? Bởi vì em chính là nhà thiết kế Mẫn Nhi. Ê nhưng mà chị không tin cái quần này của em mét 8 đâu. Em thì mặc có tới đâu? Em mặc á hả? Em mặc thì nó sẽ bị dư một đoạn. Nhưng mà em cũng không tin cái bộ đồ này là của chị. Bộ đồ này của chị thiệt. Em không tin, mặc dù em đã thấy chị mặc đi đám cưới rồi nhưng mà em không tin. Không, bộ này chị không mặc đi đám cưới nhưng chị nhưng mặc bộ này rồi. Vậy? Đúng rồi, nhìn chị mặc. Luôn ấy. Đúng rồi, chị đã từng mặc bộ này rồi. Vậy hả? Ê nhưng mà bộ này chị thấy ok á, trời ơi con gái Việt Nam nè. Bây giờ đúng rồi, phải theo phong cách anh lên cái giường ngồi đi cho nó đẹp em ơi. Ê nhìn em giống như là đang phú hộ mấy ông già già á. Em bóp vai chị đi. Đó, mấy ông già già mà đang được kiểu phi tần đồ phục vụ đồ ha. Đã lắm. À, ok đó, ok đó. Dạ được. Ba thích nha. Ui, cái chúng kia nhìn. Đâu nhưng mà đứng lên coi mọi người coi thử là bo mặt bộ này. À, Nhi má tao có lộn hoài. Nhi bộ này ok không em? Xoay một vòng đi. Đúng là gái Việt Nam xoay một vòng phải rung tóc ra. Ủa tóc thật? Tóc thật hay tóc giả? Tóc thật quá. Trời ơi, tóc có thơm. Má ơi, không có em xỉu luôn á. Bộ em gì thơm quá vậy? Em kê nha, tóc thiệt. Trời ơi, tóc thiệt luôn má. Tóc xịn lắm. Mà nói gì con là em nuôi bao lâu rồi? Cái em nuôi nó được một năm mấy á. Một năm mấy mà tóc như này. Bất công. Bất công cho bố quá. Ôi mà tóc đẹp, rất là đẹp. Có chăm dưỡng tóc không? Em đi gội đầu xong rồi em xịt cho nó mọc tóc ra, tại vì tóc em nó bị rụng nhiều quá. Thôi chị mặc cái bộ đồ dễ thương ghê á nha. Ok không em? Ok. Cái bộ này chị ưng rồi đó. Bây giờ mà kiểu như là chị mà chị vào mấy cái vai mà bị khờ và mấy cái vai mà Đây bây giờ mình sẽ thay bộ tiếp theo. Ok. Go. Nhưng mà hả, mà cái bộ này tôi sẽ phát hiện ra một sự thật, đó là chân của Mẫn Nhi nó rất là nhỏ. Ôi là chân con gái nha, mà tôi mặc mà nó còn kiểu gọi là hơi cảm thấy nó hơi gọi là bị chật hơi ôm nha. Chân mà này nhỏ quá nha, em mặc bộ này ngon quá. Bộ này ngon nha, đừng có ưỡn nha. Ngon quá. Ôi, em đâu có ưỡn đâu chị. Trời ơi, nãy giờ anh quá. Nghe anh quay phim xỉu nha. Ôi đùa thôi. Đùa thôi. Ủa sao kêu bỏ cái nét sexy rồi. Kêu bỏ cái nét sexy bây giờ, gái ngoan gái hiền gì đâu không rồi. Không có, nhưng mà bây giờ mình ngồi em rất là sợ ngồi nó sẽ bị gù. Em muốn chỉ cho mọi người là một cái tip khi mà mọi người ngồi để cho mình không bị gù và nhìn cái người mình nó không có bị nói một cái từ mình nó miền Tây á, nó bị bần ấy. À nó bị hèn. Đúng rồi. Là nó không có sang. Nó, đúng rồi. Cười vậy? Nó cười chị kìa. Vậy hả? Để em tương tác với chị nha. Ôi chết kìa. Nhờ mấy cái trời ơi. Không nhưng mà hả, tính ra nha, chân em nó gọi là em cao 1m8 nhưng mà chân của em nó hơi bị ngắn so với lưng. Đúng rồi, tại vì em lưng dài. Lưng dài là làm biếng. Ở nhà có làm biếng không? Có làm biếng. Có làm biếng mà cái mặt. Đúng rồi. Chị biết sao không? Hồi bữa em đi coi bói á mọi người. Bây giờ bà ấy coi bói bà nói em sao biết không? Nhà con có cái thau đồ 3 ngày chưa giặt đúng không? Ê! Trời ơi! Thiệt. Cái gì ghê vậy? Đúng 3 ngày em chưa giặt luôn. Trời đất ơi. Trong khi cái cần coi bói là em coi tình tương duyên. Tương lai tình duyên. Đúng rồi. Đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Dạ chưa. Người con gái là một người con gái đang trong cái quá trình nâng cấp bản thân từng ngày, trở nên tốt hơn so với chính bản thân của mình trước kia và học hỏi thêm, trau dồi thêm nhiều kiến thức để chuẩn bị cho mình một hành trang mới với rồi, một cuộc rồi, sống rồi, vậy là chuẩn bị đi thi chương trình gì rồi? Không có. Hành trang quá rồi. Em kìa. Không có. Là chị đang upgrade bản thân mình lên, bản thân mình tốt lên, dạ, lên hàng ngày. Ví dụ như là thấy mà hồi trẻ mình ăn chơi thôi chứ bây giờ là mình cũng trưởng thành. Không, toàn bị chơi không mà chứ không có được ăn.
đen cái gì? Không phải là đen, không phải đen, đen tối nha. Ý là xui á, ý là đúng đen rồi, là xui quá vậy á. Đúng chính xác. Ủa vậy hả? Ờ, xui quá. Em nhìn chị là em thấy cái đen của chị đen tối chị ơi. Trong cái con mắt của chị nó hay lắm. À dạ, cái gì là thấy nhìn cái con mắt chị á, cái kiểu mà những cái bạn mà chơi bời của cái giới màu điệu Sài Gòn người ta hay nói là nó bị xét ấy, nó bị xét ấy. Trời ơi, gì dữ vậy? Nói rồi, bây okay. giờ thay bộ cuối cùng. Có bộ cuối cùng để thay luôn hả? Ủa có không? Có mà, trời ơi. Tôi nhưng mà chưa, mọi người chấm điểm em bộ đồ này như thế nào ạ? À? Chấm điểm nha, mọi người nhớ chấm chấm điểm cả cả Nhi, cả mình, mỗi bộ đồ có thể là như thế okay, nào nha. Ok, Nhi và Thi nha mọi người. Nhi và Thi. Em. Em đi đâu mặc đồ đẹp dữ vậy hả? Em đâu mặc đồ đẹp vậy? Anh của áo chưa bẻ nè. Em, anh có quà tặng em nè. Mấy giờ mà đi tặng hoa giả má, thì tình quá. Nhưng mà em có thích hoa không? Hả? Em có thích hoa không? Chị là một bông hoa rồi. Không, chị đang trong vai. Ủa, nhưng mà tính ra đây. Áo mà hôm nay quá là hoa hè luôn á. Đây có phải cháu yêu thích của em không? Ờ, vậy cái bộ này là bộ đồ yêu thích của chị đó. Vậy hả? Đúng rồi. Em nghe nói chị mừng bộ đồ thì của các bạn ngoài kia mà không, phải không? Không, bộ này là bộ yêu thích của chị. Chị thích mặc bộ này lắm. Vậy hả? Phong cách này, phong cách của chị đó. Phải không? Đúng, nhưng chị có chưa bao giờ thấy em mặc phong cách này hết. Hồi xưa em mặc đồ con trai á là em rất là thích mặc đồ hip hop. Có thể cái thật mà. Ê, nhưng mà chị thường nhận rất hợp với cái ba lô của em. Trời ơi, dễ thương. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là biên tập viên Mèo Mèo của đài truyền hình Hương Bố. Hôm nay dự báo thời tiết của chúng ta là Sài Gòn trời hơi nhiều mây. Có một chút Mithy rơi rải rác và chưa nói hỏi gì. Mày làm Mithy rơi rải rác làm gì chị Minh rơi rải rác chị không quỷ này. Ví dụ là em nói mưa nó rơi rải rác thì nó một chút Mithy. Okay. Rơi rải rác là cái đó nghe dễ thương. Nghe nó biên tập viên Meo Meo. Đó, nói chung là đây là bộ đồ này là Nhi bảo là hồi xưa khi mà Nhi còn là bo thì Nhi hay mặc bộ đồ phong cách hip hop. Đúng rồi, thật ra là em có rất là nhiều đồ phong cách hip hop luôn ấy. Có những đồ con trai mà em mua. Em là một người em mua quần áo rất là nhiều mà em mua không mặc. Em phải đợi có dịp thì em mới mặc. Đa phần em sẽ mặc vậy đồ nhà thôi. Của em đồ sao mà để cho hết. Dạ đúng rồi, em cho bớt đồ con trai rồi ấy. Còn những cái đồ mà chưa mặc thì em để lại. Khi nào em có nhu cầu thì mặc. Cho cho ai? Em cho bạn bè của em xong rồi em đi làm từ thiện. Mình nhưng gì mà cũng là đồ em bị bạn mà. Em la. Tại sao? Bạn em la nó là đồ em hả? Không từ thiện được. Chính xác, không có một cái đồ từ thiện nào mà coi như là hở lưng. Không có một cái đồ từ thiện nào mà coi như là hở lưng. Nhưng mà mấy cô từ thiện đem gì mở ra. Trời ơi, đúng xin mà. Thật ra là mình từ thiện có 5-7 loại từ thiện. Thí dụ mình đúng từ thiện rồi. Cho những người ta mong muốn mặc đồ đẹp mà người ta chưa có điều kiện. Đó thì những cái đồ hở hang đó mình cho những cái cô gái mà kiểu như là không có khá giả ước ao một lần được quyến rũ. Được được nuôi nam này kia. Đúng rồi. Phụ nữ thì người ta đôi khi người ta cũng thích mặc đồ mà sexy một chút. Nhiều khi hở hang camera đôi khi cũng mặc đồ sexy. Nãy chị tính nói rồi mà chị sợ. Sợ mấy ổng la. Đúng rồi. Chứ thì cho cởi quần ra có khi đang mang tất lưới vậy đó. Đấy thôi chứ dạ. Ai cũng mong muốn là thử mặc hết. Nhưng mà nếu đúng như mà rồi. Không hợp thì thôi đúng mình rồi. Sẽ đi gọi là tái sử dụng cái bộ đồ đó thôi. Chẳng đúng hạn như rồi. Mình cắt ra làm dẻ lau hoặc cái gì đó thì ui. Học tùy mục đích sử dụng phải không? Bé quậy quậy không quậy phải. Tại vì đôi khi mình đi từ thiện rồi mà không ai mặc được hết. Thì thôi mình cũng phải tái sử dụng cái đồ đó chứ mình cũng đâu có thể nào mà mình vứt được đâu đúng không? Yeah. Nói là cái dẻ lau nghe nó hơi bị phèn chứ thì cái là khăn lau rồi đó cũng được mà mọi người ơi. Khăn đâu mà khăn lau nó lau xước da hết trơn chị ơi. Vải gì? Chất liệu vải gì? Hả? Đồ cái đồ sexy đó vải gì? Vải ò. Vải gì? Vải ò. Cái này đó hư từ trong trứng nước rồi mà nó đời là gái ngoan không biết cái ngoan kiểu gì nữa. Em xin lỗi mọi người. Biên tập viên Meo Meo, bình tĩnh lại. Xin lỗi tất cả mọi người, mình là biên tập viên Meo Meo. Với cái năng lượng của mình và cái phong thái của một người con gái trưởng thành, nhẹ nhàng, điềm tĩnh như mình thì mình không cho phép bản thân mình có một cái lời nói nào gọi là đi quá giới hạn của chị Mithy cả. Nhưng mà nãy giờ là mình đã bị chị Mithy cuốn cái câu chuyện mà chị Mithy đang gọi là thao túng tâm lý khiến cho mình phải gọi là không có bình tĩnh không, mà không kiểm soát được lời nói của mình. Không kiểm soát được lời nói của mình thôi. Thực tình là em bị dựa. em bị coi như là nhân cách thứ bảy rưỡi của chị Mithy dựa em. Em không biết gì hết. Không biết gì hết. Còn một cô nữa thì các bạn về cái kênh Top Top để tìm kiếm thêm đúng không em? À còn cô là cô á. Cô thấy chưa? Cô này nó là đó. Không ai dựa lên như vậy á. Chị nó tự như vậy mọi người à, oan cho mình nó tự như vậy.